Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Susu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bé bạch tuộc dễ thương như thế này nha. Bé bạch tuộc này thì được gắn một chiếc nơ xinh xắn ở trên đầu, rất là đáng yêu. Và bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết nhé. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là len mucotone gồm 2 màu như hình, kim móc 2.5mm, 2 chiếc mắt size 5mm và một ít bông gòn. Đầu tiên mình sử dụng len màu hồng, các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc lên một bính. Móc vào vòng tròn 6 mũi đơn hay còn gọi là mũi X. 1 2 3 4 5 6. Sau khi móc xong 6 mũi X như thế này, sẽ dùng tay kéo khít vòng tròn lại. Vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ nhất, bắt đầu móc lên hàng thứ hai. Ở đây mình sẽ móc xoắn ốc nha. Các bạn sẽ móc vào chân mũi đầu tiên 2 mũi X trung chân hay còn gọi là mũi V. Nhớ dùng ghim đánh dấu vào vị trí chân mũi đầu tiên. Móc thêm một mũi X vào chân mũi này nữa là thành một mũi V. Chân mũi thứ hai cũng móc một V. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi V, lặp lại cho đến hết hàng. Kết thúc hàng thứ hai, móc lên hàng thứ ba. Các bạn sẽ móc vào chân mũi đầu tiên một mũi X. Chân mũi thứ hai móc một V. Ở hàng này sẽ móc theo cụm 1X, 1V lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ 3, móc lên hàng thứ 4. Tại chân mũi đầu tiên móc 1X. Chân mũi thứ 2 cũng móc 1X. Chân mũi thứ 3 móc một mũi V. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm 2X1V lặp lại cho đến hết hàng. Kết thúc hàng thứ 4, móc lên hàng thứ 5. Tại chân mũi đầu tiên móc một mũi X. Chân mũi thứ hai móc 1X. Chân mũi thứ ba cũng móc 1X. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi X, lặp lại cho đến cuối hàng. Từ hàng thứ 5 đến hàng thứ 9 các bạn sẽ móc tương tự. Tổng chúng ta sẽ móc 5 hàng giống nhau. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc xong hàng thứ 9. Kết thúc hàng thứ 9, chúng ta sẽ được như thế này, bắt đầu móc lên hàng thứ 10. Tại chân mũi đầu tiên móc 1X. Chân mũi thứ 2 móc 1X. Chân mũi thứ 3 móc một mũi giảm ẩn, ký hiệu là A. Mũi giảm ẩn là chúng ta sẽ móc ở hai cạnh ngoài của hai chân mũi liên tiếp nhau. Sau đó sẽ lấy len và móc lại thành một mũi như bình thường. Đó, vậy là đã xong mũi giảm ẩn. Ở hàng này sẽ móc theo cụm 2X1A lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ 10, móc lên hàng 11. Ở hàng này các bạn để ý nha. Ở đây một chân mũi có hai cạnh, cạnh trước và cạnh sau.
chúng ta sẽ chỉ móc vào cạnh sau của chân mũi thôi nha, hay còn gọi là mũi BLO. Đó, ở hàng này các bạn chỉ móc vào cạnh sau thôi nha. Tại cạnh sau của chân mũi thứ nhất này, các bạn sẽ móc vào đây một mũi X. Cạnh sau của chân mũi thứ hai sẽ móc một mũi giảm A. Ở hàng này sẽ móc theo cụm 1X1A lặp lại cho đến cuối hàng. Sau khi móc xong hàng 11, các bạn sẽ dừng lại, kéo len lên và ở đây chúng ta sẽ tiến hành nhồi bông gòn vào phần thân này nha. Sau khi nhồi đầy bông gòn vào phần thân thì chúng ta sẽ được như thế này nha. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành móc lên hàng 12. Ở hàng này các bạn sẽ móc toàn bộ là mũi giảm A nha. Chúng ta sẽ móc tổng 6 mũi giảm. Một. Bốn. Năm. Sáu. Sau khi móc xong 6 mũi giảm A, cũng là xong phần thân, các bạn sẽ tiến hành cắt len nha. Sử dụng kim khâu len để khâu khít đoạn cuối lại. Các bạn sẽ khâu toàn bộ cạnh ngoài của chân mũi. Dùng tay kéo chặt lại. Sau đó giấu đoạn len thừa này đi. Vậy là đã hoàn thành xong phần thân. Tiếp theo vẫn sử dụng len màu hồng để làm phần xúc tu. Các bạn để ý nha, chúng ta sẽ cầm thân bạch tuộc như thế này, sau đó ngửa nó lên. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái cạnh nổi lên như thế này là cái cạnh mà sau khi chúng ta móc hàng 11, cái hàng BLO đó, thì sẽ có những cái cạnh nổi lên. Chúng ta sẽ móc vào những cạnh này nha. Các bạn sẽ đưa kim móc vào cái cạnh nổi lên đầu tiên này, sau đó lấy sợi len màu hồng qua. Móc lên 2 bính. 1. 2. Tại chính cái chân mũi vừa móc lên 2 bính này, các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi kép đơn trung chân. Vừa móc vừa nẹp sợi len thừa vào để giấu đi. 1 kép đơn. 2 kép đơn. Sau đó tiếp tục móc lên 2 bính. 1, 2. Và các bạn để ý nha, chúng ta sẽ móc vào cái chân mũi bên cạnh này. Móc vào đây một mũi trượt. Tại cái chân mũi kế tiếp này, các bạn sẽ móc vào đây một mũi trượt nữa. Tức là chúng ta sẽ móc 2 mũi trượt liên tiếp nhau. Vậy là chúng ta đã móc xong một chiếc xúc tu đầu tiên. Chiếc xúc tu tiếp theo các bạn cũng móc tương tự nha. Móc lên 2 bính. 1, 2. Tại chính chân mũi vừa lên 2 bính này, sẽ móc vào đây 2 mũi kép đơn trung chân. Một kép đơn. Hai kép đơn.
sau đó lại móc lên hai bính. 1, 2. Các bạn sẽ móc vào chân mũi kế tiếp này nha. Móc vào đây một mũi trượt. Vị trí chân mũi tiếp theo này cũng móc vào đây một mũi trượt nữa. Vậy là chúng ta đã xong chiếc xúc tu thứ hai như thế này nha. Các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy cho đến cuối hàng. Tổng sẽ bao gồm 9 chiếc xúc tu. Đến đây các bạn sẽ đếm lại xem có đủ 8 cái không nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi còn một chiếc xúc tu cuối cùng, các bạn sẽ móc lên 2 bính. Tương tự, móc vào chân mũi vừa lên bính này 2 mũi kép đơn chung chân. 1, 2. Tiếp tục móc lên 2 bính. 1, 2. Các bạn để ý còn một chân mũi cuối cùng này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi trượt. Vậy là đã xong chiếc xúc tu thứ 9 nha. Các bạn sẽ móc kết hàng vào cái vị trí chân mũi đầu tiên này. Đây là cái vị trí chân mũi đầu tiên mà chúng ta lấy len qua đó. Các bạn sẽ móc vào đây một mũi trượt để kết hàng. Sau đó các bạn sẽ cắt len đi. Cái phần len thừa lúc đầu chúng ta nẹp vào các bạn sẽ cắt đi. Tiếp theo sử dụng kim khâu len để khâu dấu đoạn len thừa này đi. Vậy là đã xong chú bạch tuộc. Tiếp theo các bạn sẽ gắn hai mắt như trong vị trí mình ghi trên màn hình. Tiếp theo sử dụng len màu trắng để làm phần nơ, các bạn sẽ tạo một nút thắt. Móc lên cho mình 3 mũi bính. 1, 2, 3. Các bạn chú ý, chúng ta sẽ bỏ qua 1, 2 chân mũi và móc vào chân mũi thứ 3 này nha. Đó, móc vào vị trí này cho mình. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình 3 mũi kép đơn chung chân. Một kép đơn. Hai kép đơn. Kép đơn. Sau đó các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính. 1, 2, 3. Sau đó vẫn móc vào cái chân mũi thứ 3 này. Đây, vị trí này móc vào đây một mũi trượt. Vậy là đã móc xong một bên của chiếc nơ nha. Các bạn sẽ móc tương tự bên còn lại. Móc lên 3 bính. 1, 2, 3. Sau đó sẽ móc chung vào cái vị trí chúng ta móc mũi trượt. Móc vào đây 3 mũi kép đơn chung chân. 1, 2, 3. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. 1, 2, 3. Vẫn móc chung vào chân mũi vừa móc 3 mũi kép đơn, móc vào đây một mũi trượt. Đến đây là chúng ta đã xong chiếc nơ nha, các bạn sẽ tiến hành cắt len. Dùng sợi len này để quấn vào phần giữa của chiếc nơ nha. Sau khi quấn quanh mấy vòng thì các bạn sẽ thắt nút hai sợi len lại với nhau.
Vậy là chúng ta đã xong chiếc nơ như thế này. Các bạn sẽ gắn chiếc nơ này lên phần đỉnh đầu của bạch tuộc nha. Mình sẽ gắn lệch sang một bên như thế này. Sử dụng kim định vị để cố định vị trí của chiếc nơ, sau đó sẽ sử dụng kim khâu len để khâu cố định chiếc nơ này lại nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chú bạch tuộc gắn nơ khá là xinh xắn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!